Trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những content của tụi mình, mọi người có thể like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình thêm ha. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Chúng ta vào video thôi. 84 tinh thông là hơi thấp này. 77 230. Ồ, cái này này ngon này. Nó sẽ tương nguyên tố hỏa này. Chấn đúng không? À, khúc ca bình hẹp. Ok. Khúc ca bình hẹp thì nó cho thêm một đống tinh thông nên cũng ổn. Ok. Còn men nữa. Ok, cái khúc ca bình hẹp thì lại ngon. Ok. Thì lại một đống tinh thông. 28 HK HP thì lại hơi thấp nhưng mà do cầm cây kia cho nên cũng hiểu được ha. Ok. Bộ 4. Ok. Hơi low roll tí. Ổn một tinh thông. Ồ. Ngon, cái này ngon này. Ê. 45 CV này, 45,8 CV này nhưng mà bị hai cái dòng phòng ngự hơi chua. Hai dòng phòng ngự hơi chua. Ồ, 34 này, 34 thì rớt dòng vô đây hơi tiếc này. 34 với HP này ngon. Ồ. Các thương bạo tinh thông 61 à? Ngon. Cái tỷ lệ bị cái hơi low roll xíu thôi. Ok. Hai cái dòng còn lại hơi tệ xíu, không có HP phần trăm. Để ý là nãy giờ mấy cái đồ này dòng phụ nó không có HP phần trăm ha, hơi tiếc một xíu. Mình cũng ổn. Ồ, 40 CV này đó, 40 CV. 40 CV ngon này, 40 CV. 42 CV đó trên liên hỏa này. Đó, ok. À, nhưng mà nên tăng tinh thông với lại HP lên một xíu, giảm một xíu CV cũng được. Ừ. Hơi thọ HP tinh thông ha. Cái này nó bù tinh thông rồi cho nên là nên chú ý HP hơn 30.000, tinh hơn 30.000 ha. Nhưng mà vậy ổn rồi. Sau này 7.5 ha. 7.5 ha Thuận, 7.5 ha Thuận. Chị thương tình mà 31.000 đó, 208 ổn này. Chắc cái này có vẻ cầm chấn 78 199. Nếu mà cầm chấn thì nó lại hơi thấp tinh thông một xíu nha mọi người. Ừ, anh nghĩ thương rồng á, chứ nếu mà cầm vậy thì hơi thấp sát thương bạo này, hơi thấp bạo này. Ok, có vẻ thương rồng, một cái thương rồng. Ừ, ok, thương rồng hợp lý. Không. Ồ, ngon, ổn. Ok, 15,2 hắc, con này không phải của em đâu, nhưng cha em thì phải ưu tiên crit rate lên cao. À, hiểu. 14,8, 11,3 ngon này, cộng thêm 15% HP nữa, đồ 4 dòng mà nó toàn dòng xịn gì thì cũng ngon lắm này. Ok. Đi mạnh khùng này. Ok. Ô, 14, 13 luôn. Có điều là hai cái dòng phụ còn lại hơi tệ xíu, hơi tiếc. Vậy ngon này, ok ngon. Hưng ơi. Hưng vô cho vài ý kiến nào. Hưng ơi. Ok, nó ổn, nó ngon. Ok, anh Hưng thấy anh Hưng ngất rồi kìa. Nó ngon này, 65 tinh thông với lại sát thương bạo vô những dòng cần thiết và có HP phần trăm nữa, nó đỉnh xã hội à. Ok. Hey, that's pretty good. Liệu có phải con ta thương rồng top 1, top 2 gì không đấy? nhìn hơi thèm. Tao này 9 điểm nha, 9 điểm xin cảm ơn. Cầm chứng là điểm còn cao hơn ấy, cảm ơn nhá. Green ai để đó nhá. Rồi, Furina 38.000 HP bự này. Trấn hả? Ok, trấn. Trấn mà 173 nạp là ngon này. Ok, 72 208 cũng ngon luôn. Em mạnh. Nha, hơi mạnh đấy. Ok. Cái HP ổn. Trấn thì mạnh. Và để coi những đồ siêu mạnh này. Vô. Ui, cái hoa ngon điên. Ui, 34 CV cộng 16,9 HP. À, anh em này có biết rạp xiếc này. Ôi, 34 CV cộng với lại 12,3 nạp. Ui, vút ban, vát bồn. Tôi không có cái hoa như vậy, ai vát bồn đi nào. Vát bồn.
Cái này hơi tệ xíu nhưng mà thôi, nó có tỷ lệ bạo 13,2. Ờ sao nãy giờ 13,2 hơi nhiều hả mọi người? Có tỷ lệ bạo 13,2 cộng HP 5,3 thì chấp nhận được ha. Ok. Phải liền nó HP. Ồ, thì ra là nó HP. À hiểu tại sao cái HP này nhiều rồi. Ok. Mà nó HP mà 9,7 nạp cộng 5 5 13 thì là 26, vừa 30 thì nó hơi thấp nhờ. Nếu mà nón HP thì anh nghĩ nên 40 CV trở lên đó thì anh nghĩ mới hợp lý. Ừ. Anh nghĩ 40 CV, 40 CV trở lên cộng với 9,7 nạp đó thì anh nghĩ hợp lý hơn. Nhưng mà thôi vậy cũng được. Ok. Rồi cái ly HP không? Ly HP, ly HP. Cái táo 21 ngon, táo 21 ngon. Rồi thì cái build nó hơi dị nhưng mà nó khá là hiệu quả ha. Anh nghĩ là anh sẽ cho con Verina, con Furina này 8,5, 8,5. Cái ngon ngon. Ra trứng. 8,5, 8,5. Olekino. Anh ta 80 đồng 80 này. Olekino. Không, bình thường NK nếu mà mọi người ao ạt là nó đã reset rồi, anh test rồi. NK bên Genshin là ao ạt là được. 61 tinh thông này. 2k2 ổn này. Ồ, 83 210 ngon này. Ok, hiệu quả nạp vừa. Có 5 hiệu quả nạp. Đây ngon này, trứng không? Trứng này. Hơi ngon đấy. 4 này luôn. One. 2, 3, 4. Mạnh nữa, cái này còn mạnh nữa, chỉ hai dòng phụ hơi tệ. 44 CV. Ngon, 43 CV cộng 11 với tinh thông ngon. Cái tạm chấp nhận được nó onset 10 10 10 tấn 10 tỷ lệ bạo cộng tinh thông cộng tấn công phần trăm cũng được ha, tạm chấp nhận cho nó onset. Ok. Này ngon này, ok này ngon này, chỉ là hai dòng này hơi tệ thôi. Ui. 45,8 CV cộng tinh thông. À, 45,8 CV cộng tinh thông là 10, mọi người thấy này sao? Cùng ha. Ok. Xét xét việc người giàu với lại tại thanh di vật cũng tạm ổn mà. Với lại nếu mà chỉnh thì anh nghĩ là chỉnh nếu mà nên chỉnh được thì nên chỉnh cái này nè, tăng thêm xíu CV lên xíu cũng được ha. Chỉ có cái này tăng được thôi, mấy cái còn lại thì ổn rồi. Cho nên là anh nghĩ là con Alekino này 7,5 ha, cộng thêm điểm cung mệnh anh nghĩ cộng lên 8 điểm. À, em có đồng hồ tấn công 28 sát thương 9 tỷ lệ à. Ngon, vậy ngon rồi, anh không cần lắm. Nhưng là cảm ơn Mizuki nha. K4, ok. 70 cho 45 ngon này, 297 nè. Là Liloy lôi nữa, ok. Hơi ngon ấy. Trấn này, ok trấn. Sẽ không R1, ok. Một 14 ngon, ok. Và tấn công phần trăm cộng hiệu quả nạp này, cái này 10 điểm này. Đó, cái này mới gọi là đỉnh cao rune value này. Đó, cao rune value luôn. Mười hai bốn 45 CV, 4,7 tấn công. Đỉnh sao rồi chứ sao. Hơi đỉnh. Cái này được, có hiệu quả nạp ha. Ok, cái này được. Nó hơi low roll xíu, hơi tiếc. Ê, mạnh điên mạnh khùng là 40 49 CV, 49 CV cộng 49,7 CV trên hiệu quả nạp con set này. Rồi. Ok, cái này roll value tốt. Còn ha. Hơi tiếc là nó không 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 nó gọi là nó hơi cái CV nó hơi thấp nhưng mà nói chung là roll value vậy là ngon rồi. Ok, hợp lý. Con này 9,5 ha, nói thiệt. Con này là roll value cực kỳ tốt luôn và những cái đồ không có roll value tốt thì CV cực kỳ cao. Cho nên là 9,5. Con đầu tiên lên được 9,5 của ngày hôm nay. Tay. Phần phần chúc mừng Money. Phú 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 phú. Nhà của bạn Khang.
Tây Phong. Tây Phong 39.000 hơi nhiều, ok. 979 ngon này, 170 nạp ngon luôn. Ok, ok. Hợp lý, Tây Phong, ok. Ok, có HP nên là ổn này, 30 CV HP ngon này. 720 HP và 5.2 thì qua nạp cũng được này, ok. Onset mà được vậy là ngon lắm này, 37 CV, 38 CV này, 38 CV HP onset ngon này. Có gì mình có cái ly onset vậy ha. vì 1% HP và 29.5. Anh câu cá lấy ống đồng hả? Ừ. Ổn ổn, nói chung là ổn rồi. 86 nha, từ 88 có được CV ok. Ừ ok rồi, vậy ngon. Cái này ngon này. 1.1 HP với lại 29.5 nè. Ngon này. Ngon ngon. Để coi cái offset làm gì mà ngon hơn được đống này nha. Ok, roll value ngon. Cái này được cái roll value ngon. Ok. Purina cho là 875. 875. Ok. Purina 875 nha. Vân Khang, cảm ơn Khang. Nha 875 nha Khang ơi. Khá tốt, rất tốt, rất tốt. Win value và CV rất tốt. Chính một người với cái cùng HP. 28 HP được này. Cái 228. Chấn này, chấn chấn cái này chấn chắc rồi này. Quả nào ok này, cái này chấn chắc rồi này, dấu ấn đúng không? Chấn. Rồi chấn. Vậy. Ấy cái này. Ngon hơn anh này. Ly thủy không hay ly HP? Thủy luôn. Mạnh hơn Hưng luôn. Hưng Hưng chơi Zela cho có bị búp cho hung tao thôi chứ không. Sao đồ ngon vậy mà sao cái này lỏ vậy ta? Đứng gánh rồi ta. Mà to be honest thì cái này tạm được. Cái này là ổn do là ba cái dòng này ngon. Cái này ổn ha, cái này cũng ổn. Tới nổi. Bốn 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 lăm CV cộng HP phần trăm ấy, 45 CV cộng HP phần trăm ấy thì lô rô thôi nhưng mà nó vẫn 45 CV. What the f- oh! Ew! Dude! What the fuck? Ew bro. Nó này ổn nó ha. Cái này có thể nâng cấp được này, nhưng mà 16.23 HP cũng khá là mạnh, ok. Chứ mà được, nói chung là được. Zalan này cho nó là cho cung mình 2 gánh các thứ. Cho nên là anh cho 7.7 đi ha. 7.75 là 7.8 á. Ok. Anh nói hơi nhiều, cảm ơn King á. Thế một tao nữa, nhiều khu tao thế nhỉ. Tao rất nhiều khu tao. Thì được xin. Ok vậy chịu rồi, nâng sinh sáu chịu. 239 nè, hơi thấp HP. 21.205 được, chắc là chấn nè. Ừ, phải chơi cho dễ nhàng chứ. Xấu không gì vui hết đó thiệt. À. Từ sinh sáu nó chán bán à, ừ. À. Tôi lại thấy hơi thấp nè, hơi thấp. Này ổn này, được này. Okay, cái này thôi nhiều không mượn đi nhà hát à, này hơi tệ nhưng mà thôi kệ, onset thì cũng đỡ đi ha. 85 thì hơi tệ xíu, 30 CV cho nên cũng không tới nổi lắm. Hưng ơi, Hưng ơi. Ngon này nhưng mà hai dòng ngự hơi mù mắt nha. Hai dòng ngự hơi mù mắt. Cái dòng ly. Bốn mươi chín phẩy tám này. 8. Ok. Hơi thiếu tinh thông một xíu theo mình nghĩ là vậy.
Ừ, theo mình nghĩ là hơi thiếu tinh thông một xíu. Sao vậy? Mình chấm là Hưng trên 10, Hưng trên 10. Hưng ơi trên 10, Hưng ơi trên 10. Hưng ơi trên 10 nha, có nghĩa là 8.5. Hưng ơi trên 10 là 8.5 nha. Ai lại ok gì? Nào. Ờ, cờ ly đầu tiên. Đẹp quá. Nghe đúng không? Kiệt mày đúng không? Mấy ngày rồi. Nghe cờ ly là của Kiệt. Ê, con cờ lê 7, 7, 7, 70, 122 đẹp ha. 9, ok, được 28. Ly tấn công mà Kiệt. Mày cầm ly tấn công mà sao không thấy miếng. Không thấy miếng sát thương hỏa rồi. Ly tấn công mà. Nhạc, ok. Thú rồi 88, ok. Rồi mình đang thấy mình đang thấy một cái nón set đàn hát. Nếu mọi người không biết thì mình thằng Kiệt là bạn mình và mình biết cái nón đàn hát là nón gì, để mình sẽ cho mọi người coi. Ok, thì cái 50 CV mọi người thấy rồi, nhưng mà cái này là hiện tại là kinh mình, mọi người chưa có thấy ai có luôn á. Ngoài thằng bạn mình có 621 đẹp này, 621 luôn đẹp này, 335 tinh thông với tấn công 5.3 cũng đẹp này, 15 5.4 35 CV cộng 9.7 nạp cộng tinh thông này là đẹp này, chứ một cái tấn công ha. Ok. Ờ 15.6 tỷ lệ, 43 CV này, trên cái ly tấn công này cũng ngon này. Mọi người sẵn sàng chưa? Mọi người đeo nó bảo hiểm chưa? Có khi mình cũng đeo nó bảo hiểm á, có khi thằng đó đang không bỏ cái đồ mà mình đang nghĩ nó bỏ lên. Mọi người đeo nó bảo hiểm hết rồi ha. Ok. Wow. Với những cái đồ và tỷ lệ các thứ, tỷ lệ các thứ của con Klee này thì mình chấm con Klee này là 20.6 trên 62.2 ha. Ok, 20.6 trên 62.2.